Xin chào mọi người, em Thủy quay cho mọi người cây hoa hồng cổ Sapa nha các bác nhé. Hoa hồng cổ Sapa đang vào ngày rộ hoa. Cây này nếu mà em quay cách đây mấy ngày trước thì nó sẽ đẹp hơn như này luôn đấy. Hôm nay là cây hoa nó sắp tàn rồi, hoa đã sắp tàn rồi nên là quay nó bớt đẹp đi tí. Hồng cổ Sapa nhá, đây là một trong những bông hồng cổ tông màu đẹp nhất. Nó được đánh giá là hoa của nó to và cánh nó xoáy, hoa thơm, tông màu hồng đậm, hồng cánh sen đậm đà nhá. Màu này ai cũng chơi được, nó không có cái sự kiêng khem gì cả. Màu sắc rất là rực rỡ và tươi sáng. Đây, một cây như thế này là em Thủy đang Khang ơi, Khang đứng ở góc cây rung cây cho mẹ cái này. Một cây như này tán nó rơi khoảng 2m8, tán 2m8 cho đến 3m. Đây con đứng đằng sau cái này cho mẹ. Cái này mà cây hoa hồng cổ Sapa này, tối về mẹ thưởng. Thưởng bao nhiêu? 50.000. Anh đứng đằng sau cây rung, đứng đằng sau cây đi rung đi, chứ rung cho các bác xem. Con rung cái nước cái cây này là cây. Ừ. 200.000. Ừ. Đứng đằng sau, đứng thế con che hết cây. Con ra đằng sau đứng. Rồi, rung đi. Đau. Đau, cẩn thận gai. Đây là cây hồng cổ Sapa nhá, đây cháu rung cây cho các bác xem. Đấy, hoa rơi. Thôi đau thì đi ra cây đằng này đi. Tán của nó rơi khoảng 2m5 cho đến 2m8 nhá. Tán rất là trên cây nó hàng trăm bông hoa luôn. Đi khéo ra, đi ra cây này đi. Đây là cây này nè. Để quay cho các bác xem, các bác thì đẹp, các bác thì mua hàng. Mua hàng thì mẹ mới có tiền để mà tối mẹ thưởng. Đây. Rung đi con. Đấy các bác nhìn thấy cây này nó có xuất sắc hay không? Cây rất là đẹp, hồng cổ Sapa tán rơi khoảng 2m5 cho đến 2m8. Vanh gốc của nó khoảng 16. Cây này nhà em đang bán với giá là 3 triệu đồng nhá. Giá bán chào xuân là 3 triệu đồng một cây thôi. Cực kỳ rẻ. 3 triệu đồng mà mẹ cũng mới có 50.000. Thưởng con 50.000 là được rồi, con này đòi lắm thế. Đây. Nó đang bảo là mẹ bán cây 3 triệu mà mẹ thưởng con 50.000 thì công dung cây đây. Đây hoa như này, hoa rất là đẹp luôn. Đấy, hoa to đẹp và hoa rất là thơm và tông màu của nó là một trong những tông màu đẹp nhất, được yêu thích nhất. Thân đây ạ, thân cây đây nhá. Thân cây rất là đẹp. Vanh của nó khoảng 15 cho đến 16 nha, vanh gốc khoảng 15 cho đến 16 và thoát thân em áng chừng thôi. 20, 40, 60, 80, 1 mét, cái này thoát thân khoảng 1 mét nha các bác nhá. Thoát thân 90 phân cho đến 1 mét. Vanh của nó là vanh 16. Vanh này thì em chuẩn là vanh 16 nhận các bác vanh 16. Được 100.000 thì sao? Ừ. Thằng cây này này, cái lại là cái đẹp này. Cổ Sapa nha các bác nhá. Em quay sơ cho các bác nào mà mua cái nào thì các bác cứ qua Zalo số điện thoại em là 0911451210, em gửi ảnh báo giá cho. Ừ. Dung. Nhưng có một bên nhá. Ừ. Là. Ừ. Dung cho Dung mua một cây thì em phải cho con 100.000 nữa nhá. Ừ. Ôi trời. Ôi, nhẹ nhàng thôi. Rồi hết hoa rồi. Đây hoa đây. Hoa hồng cổ Sapa nhá. Cây này là hồng cổ Sapa, là cây hoa hồng mà được thực dân Pháp mang sang Việt Nam mình từ thời Pháp thuộc và được trồng đầu tiên tại Sapa nên được đặt tên là cổ Sapa. Cây này cũng là một giống hồng ngoại đấy chứ nó cũng không phải là hàng thuần cổ đâu. Đấy, được mang sang Việt Nam từ thời Pháp thuộc cơ. Cổ Sapa. Hàng này là em bán đồng giá là 3 triệu một cây, 3 triệu đồng. 3 triệu Việt Nam đồng nhá. Đây. Cái lại là một cây đẹp này. Mẹ đứng sang đằng này con này, đứng đây con rung cây cho mẹ, đứng sang đằng này cho thoáng. Đây. Cái lại là cây đẹp này. Cẩn thận nún nhá. Đây. Cái lại cây thoát cao này. Nún thì có bị chết không mẹ? Không, rồi không xong chết được. Nó đang nún nó bị gây chết. Ừ. Con đứng sau cây con rung cây đi. Ừ. Đấy, các bác chốt đơn đi để cho cháu có công nhá. Cháu đi rung cây cho mẹ cháu. Bán được một cây thì cắt cho phần hoa hồng là 50.000 một cây đấy. Rung cho mẹ đi. 100.000
À 100.000. Cắt 100.000 một cây. Đấy, đẹp chưa? 8 vơ vào khoảng 2,5 m, 2,8 m nhá các bác nhá. Đấy. Giá chỉ có 3 triệu một cây thôi. Bác nào yêu hoa hồng thì các bác chốt đơn cho em. Đây là cây này, là cây đẹp này. Cây này cũng là cây đẹp này, cổ Sapa nhá. Cổ Sapa. Ngoài hồng cổ Sapa, nói chung là em quay sơ sơ mấy cây hồng cổ Sapa. Thế ngoài hồng cổ Sapa đi, nhà em còn có đào cổ, bạch cổ, điều cổ. Đây. Cái bạch cổ các bác nhìn màu trắng này dành cho thằng cu tầm bố Y Đúc. Em cảm ơn anh Trần Thái. Đây là cái bạch cổ này, hoa của nó trắng tinh này, như này luôn. Bác nào dành cho bác nào yêu màu trắng, ghét sự giả dối, yêu màu trắng, ghét sự giả dối, các bác chốt đơn cái bạch cổ cho em. Nó trắng tinh luôn. Đi. Cái gì? À, màu hồng mới ghét sự giả dối à. Đây, yêu màu trắng đây. Trắng tinh luôn. Cái hoa hồng bạch cổ này, nó là một cái ưu điểm, nó trắng này. Nó trắng tinh khôi và nó ra hoa thành từng chùm. Nó ra hoa thành từng chùm như này. Một chùm của nó rất là sai hoa này. Đấy, và nó thành cái thằng này cực kỳ khỏe luôn. Thằng này của nó cực kỳ khỏe luôn các bạn nhìn này. Rất là đẹp nhá. Ra hoa thành từng chùm này. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn cây này cho em nhá. 3 triệu một cây ạ. Bác nào ưng thì chốt đơn cho ảnh màn hình cho em. Gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451210 giúp em. 210 giúp em. Ngoài bạch cổ ra, ngoài bạch cổ gia đình còn có cả phấn cổ hay còn gọi là đào cổ. Đây này, đào cổ. Hoa màu đào cổ thì tông màu nó sẽ như thế này. Đào cổ cả bạch cổ đó, hoa nó gần, form hoa nó giống nhau y hệt. Bạch cổ và đào cổ form hoa giống nhau đi y hệt, nó chỉ khác nhau ở cái màu hồng này. Màu của cây bông hoa hồng đào cổ nó sẽ hoa như này. Cây bạch thì hoa nó sẽ như này. Con gì vậy? Đây là bạch này. Ôi ngã. Thế à? Nhưng con gì vậy? Đi. Chó. 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 Trả cái thị trường về cái loại thế kia là bán được nhiều hơn đâu. Ở cái vườn này thì đa số đào này em đã bán. Cẩn thận ngã con. Nhưng mà cây đào này là em đã nhận khách rồi. Có khách chốt rồi. Còn lại mấy còn chỉ còn ít thì. Ừ. Chỉ còn một ít cái bạch cổ thôi. Mấy cây cổ Sapa thôi. Đó là mua hàng thì inbox Zalo số điện thoại em là 0911 451210 cho em nhá. Em xin phép tắt like đây.